Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Điều gì khiến cho cuộc sống tốt đẹp nhất, điều khó làm nhất của một người khi còn sống là gì? Đó chính là tự xét lại mình. Điều tối kỵ nhất khi sống cùng với một người chính là chỉ biết chỉ trích người khác mà không tìm lỗi lầm ở chính mình. Kỳ thực họ không biết rằng hành động chỉ biết đổ lỗi cho người khác sẽ khiến cho sự việc trở nên ngày càng tệ hơn. 1. Gặp vấn đề thì nhìn lại bản thân nhiều hơn và ít đổ lỗi cho người khác trong cuộc sống hàng ngày. Khi xảy ra xung đột với người khác, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là đổ lỗi. Rất ít người có được năng lực gặp mâu thuẫn liền tĩnh tâm lại nhìn xét bản thân, tìm nguyên nhân lỗi lầm ở chính mình để từ đó sửa sai mà giảm bớt mâu thuẫn. Ví dụ, khi hai vợ chồng cãi nhau, không ai chịu nhường ai, thậm chí biết rõ hai bên đều có lỗi. Nhưng vì để bảo vệ bản thân, miệng họ vẫn thốt ra những lời lẽ cay nghiệt chua ngoa một cách vô thức. Khi sếp chỉ ra sai sót trong công việc, nhân viên có thể dễ dàng tìm được nhiều lý do để biện minh cho mình. Chẳng hạn như đồng nghiệp không hợp tác, vận khí của mình không tốt, gặp phải tắc đường. Thực tế, dù là trong công việc hay cuộc sống, chúng ta không nên phàn nàn chỉ trích khi gặp sự cố. Chúng ta nên tìm nguyên nhân từ chính mình, cảm thông cho người nhiều hơn một chút, giảm bớt đổ lỗi cho người. Như vậy mới có thể giúp cuộc sống được bình an vui vẻ, sống cuộc đời được đặc sắc hơn. Bởi vì khi đối xử với người khác bằng thái độ đổ lỗi, sẽ khiến họ hận mình. Chỉ khi có thể dùng trái tim yêu thương để cảm thông cho người thì mọi thứ mới trở nên tốt đẹp hơn. Ảnh Free Pick 2. Biết xét lại chính mình thì bản thân mới trở nên tốt hơn, điều khó làm nhất của một người khi còn sống là gì? Đó chính là tự xét lại mình. Giống như mắt chúng ta có thể nhìn thấy mọi nơi, nhưng lại không thể nhìn thấy lông mi của chính mình. Việc xét lại chính mình cũng giống như lấy gương soi mình vậy, nó giúp chúng ta nhìn rõ khuyết điểm trên thân cũng như sửa chữa lại lỗi lầm một cách chính xác. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ ngày một tốt hơn, trên đường đời chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn và thất bại. Có đôi lúc chúng ta chỉ biết oán trời trách đất, cũng có lúc lớn tiếng đổ lỗi cho người. Nhưng có khi nào chúng ta nghĩ rằng nguyên nhân vấn đề gặp phải lại đến từ chính bản thân chúng ta? Vì vậy, trong mọi việc chúng ta hãy tự tìm nguyên nhân từ chính mình, soi xét và suy ngẫm lại những gì bản thân đã trải qua. Nếu đó là vấn đề đến từ tự thân, chúng ta có thể bình tĩnh đối mặt, biến khuyết điểm thành ưu điểm. Còn nếu vấn đề không phải đến từ tự thân thì chúng ta cũng có thể lấy đó làm gương để nhắc nhở chính mình. Chỉ bằng cách soi xét lại bản thân mỗi ngày, chúng ta mới không ngừng tiến bộ và đón chờ một tương lai tốt đẹp hơn. 3. Người càng ưu tú thì càng biết kiểm điểm lại bản thân. Trong Mạnh Từ có viết rằng: hành hữu bất đắc phản cầu chư kỳ, tạm dịch hành động mà chẳng đạt, quay lại tìm nguyên nhân ở tự mình. Ý tứ là khi gặp thất bại và xung đột, chúng ta không nên đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh không thuận lợi, mà cần biết quay lại tìm nguyên nhân thiếu sót ở tự mình. Trên thực tế, không chỉ cần xét lại mình khi gặp nghịch cảnh mà ngay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng cần tự xem xét lại bản thân mỗi ngày. Bởi vì việc xem xét lại tự mình chính là con đường hoàn thiện mà bản thân mỗi người đều phải đi qua. Chỉ khi biết nhìn lại bản thân và sửa đổi lỗi lầm thì chúng ta mới có thể làm chủ được tâm hồn và số phận của chính mình. Nhà văn người Mỹ Franklin rất giỏi trong việc tìm ra vấn đề ở tự mình. Khi còn trẻ, ông đã phát hiện ra rằng bản thân có 13 khuyết điểm nghiêm trọng như lãng phí thời gian, tranh cãi với người khác, lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Nếu không sửa chữa kịp thời, cuộc sống của bản thân sẽ không có gì thay đổi. Để khắc phục những thiếu sót này, ông chế ra cuốn nhật ký đức hạnh cho chính mình. Trong đó ghi ra 13 khuyết điểm cần hoàn thiện, sau đó dùng nó để đối chiếu với mỗi hành động và lời nói của chính mình. Có tổng kết lại sau mỗi tối, đồng thời cũng ghi chép lại. Trên thực tế, những người được mọi người khen ngợi không phải bởi họ không bao giờ mắc lỗi, mà bởi họ biết soi xét lại bản thân và sửa đổi lỗi lầm mỗi khi gặp phải. Chỉ khi chúng ta biết nhìn xét lại bản thân mới có thể giảm bớt những vấp ngã trên đường đời và ít đi đường vòng. Những người không biết soi xét lại chính mình thường sẽ tìm nhiều lý do để bào chữa cho bản thân, rồi chìm đắm trong đau khổ ở hiện tại. Sau thời gian lâu, họ không còn biết nguyên nhân dẫn đến thất bại là gì nữa. Đường đời dài đằng đẵng có không ít những đoạn gập ghềnh khó khăn. Biết nhìn lại bản thân, không đổ lỗi cho người khác, cố gắng hoàn thiện chính mình mỗi ngày, đó là những điều làm nên cuộc sống tươi đẹp nhất. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc.
hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.